Sáng ngày 11 tháng 8, tại Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã diễn ra lễ tiếp nhận phương tiện và thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 do doanh nghiệp ủng hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung và đại diện các sở ban ngành cùng tham dự. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki đã ủng hộ 4 xe ô tô dòng Carry do doanh nghiệp sản xuất trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, Sở Y tế đã phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 2 xe, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, mỗi đơn vị một xe, còn 3,7 ngàn kit xét nghiệm COVID-19 với tổng trị giá 500 triệu đồng do công ty cổ phần Scavi, khu công nghiệp Biên Hòa 2 trao tặng, sẽ phân bổ cho thành phố Biên Hòa. Trước tình trạng thiếu trang thiết bị chống dịch, ban quản lý khu công nghiệp đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ bằng hiện vật là chính. Do đó, từ đầu đợt dịch này, nhiều máy xét nghiệm COVID-19 PCR, xe cứu thương đã được doanh nghiệp ủng hộ ngay khi tiếp nhận các trang thiết bị này đã được phân bổ đến các cơ sở y tế và sử dụng ngay. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các doanh nghiệp đối với công tác phòng chống dịch của tỉnh. Riêng kênh đóng góp qua mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về trang thiết bị y tế đến ngày hôm nay đã lên đến 34 tỷ đồng. Bốn xe ô tô mà công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki trao tặng có kiểu dáng nhỏ gọn nên dễ len lỏi vào các con hẻm của thành phố, đại diện doanh nghiệp hy vọng loại xe này sẽ thuận lợi hơn trong vận chuyển thuốc và bệnh nhân đi cấp cứu trong đại dịch này nói riêng và công tác khám chữa bệnh nói chung.